Nợ nước ngoài của quốc gia sắp chạm trần sẽ làm Việt Nam đối mặt những khó khăn gì, trong khi vẫn đang căng thẳng với tình hình nợ công? Ủy ban Tài chính Ngân sách vừa trình Quốc hội báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018. Trong đó cho biết tỷ lệ nợ công trên GDP đã giảm nhẹ trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nợ nước ngoài của quốc gia lại đang tăng lên hàng năm đến gần mức trần cho phép là 50% GDP. Cụ thể, theo Ủy ban Tài chính Ngân sách, nợ nước ngoài của Việt Nam năm 2017 là 45,2% GDP, năm 2018 là 49,7% GDP và dự kiến năm 2019 là 49,9% GDP. Theo luật quản lý nợ công, nợ nước ngoài quốc gia gồm nợ nước ngoài chính phủ, các khoản vay nước ngoài được chính phủ bảo lãnh và nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp. Tuy nhiên, luật quản lý nợ công cũng quy định Ngân hàng Nhà nước là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ hạn mức vay của doanh nghiệp. Khi nợ nước ngoài của Việt Nam gần chạm trần cho phép là 50% GDP, sẽ dẫn đến hệ quả gì? Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, hiệu phó trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho biết. Thực ra thì nếu mà cái nợ mà nó sắp chạm trần ấy thì nó cũng có khả năng là vượt trần. Đó là cái điều mà chúng ta không mong muốn nhưng có thể nó vẫn xảy ra. Và như vậy thì nó sẽ kéo theo hàng loạt những vấn đề về đầu tư cũng như là vấn đề mà làm các cái công việc khác của chính phủ. Nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà vấn đề tài chính nó gặp khó khăn. Giáo sư Vũ Văn Hóa cho rằng không một chính phủ nào mong muốn như thế. Nhưng do tình hình tài chính trong nước đang gặp khó khăn cho nên cần vay của nước ngoài. Việc đó là bất khả kháng của một nền kinh tế đang gặp khó khăn. Ông nói tiếp. Tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc cân đối tài chính ở trong nước. Bởi vì là tất cả những cái khoản nợ nước ngoài trước đây thì nó cũng đã đến hạn trả một số rất là lớn. Cho nên bây giờ để kèm theo vay nước ngoài nữa thì nó làm cho vấn đề tài chính nó càng gặp khó khăn hơn. Và cái đó mà nếu mà không trả được nợ nước ngoài thì nó cũng gặp tới là vấn đề uy tín với các cái tổ chức tín dụng hoặc là các cái nước mà người ta cho Việt Nam vay. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn lại không tỏ ra lo ngại về tỷ lệ nợ nước ngoài trên GDP của Việt Nam hiện nay. Tổng số nợ nước ngoài của Việt Nam nằm trong cái mức kiểm soát và nó sẽ không có gây một áp lực quá nhiều đối với vấn đề thanh toán nợ của Việt Nam. Cho nên cái trần của cái giới hạn đó thì tôi cho đó cũng là một cái giới hạn mà nó tương đối là an toàn. Ông Huỳnh Bửu Sơn chỉ lo ngại việc vay nước ngoài bằng ngoại tệ đặt ra một nhu cầu cần phải có ngoại tệ để thanh toán. Điều đó nó tạo ra một áp lực khá lớn đối với chính phủ. Theo ông, nếu vay trong nước thì việc thanh toán khoản nợ đó bằng tiền nội tệ tuy cũng là một áp lực, nhưng dù sao đây cũng là đồng nội tệ, nên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng có thể chủ động để có tương đối dễ dàng. Theo giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hóa, nợ trong nước cũng đã có nhiều và đang tăng lên, nên không thể vay thêm nữa hoặc không dám vay thêm nữa vì lo ngại mất cân đối kinh tế trong nước. Khi trình Quốc hội báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, ông Nguyễn Đức Hải, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách cho biết, tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Năm 2017 là 62,6% GDP. Năm 2018 có thể giảm còn 61,4% GDP và dự kiến xuống còn 61,3% GDP trong năm 2019. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, thì tốc độ tăng nợ công hiện vẫn rất cao. Hiện nay là cái tỷ lệ nợ công cũng như giảm bội chi ngân sách của Việt Nam là đang giảm so với trước thôi. Nhưng còn tốc độ thì vẫn cao. Còn nếu mà giả sử mà nếu mà nợ nước ngoài thì nó sẽ mang rủi ro rất là lớn. Thế là vì cái khả năng nợ dù nợ trong nước hay nợ nước ngoài mà đều cao thì đều ảnh hưởng rủi ro cả. Nhưng mà tất nhiên là trước cái áp lực của nước ngoài thì nợ nước ngoài thì nhiều cái áp lực hơn là nợ trong nước. Theo số liệu Ủy ban Tài chính Ngân sách công bố vào cuối tháng 10 năm 2018, số tuyệt đối về nợ công vẫn tiếp tục tăng. Nợ công năm 2017 là 3,13 triệu tỷ đồng. Năm 2018 ước tính khoảng 3,41 triệu tỷ đồng, tăng hơn 280.000 tỷ đồng. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh,
nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết. Tôi thì vẫn đánh giá là tình hình nợ công của Việt Nam là căng thẳng và cái nợ nước ngoài cũng không thể xem thường. Tôi kết chia tính toán cũng như là cách mà chúng ta xử lý cho đến nay theo tôi là vẫn ở trong một cái tình hình là rất là căng thẳng chứ chưa phải là đã có sự cải thiện đáng kể gì. Thì tôi rất mong rằng là Quốc hội sẽ và Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách ngân sách, tái cơ cấu ngân sách, giảm các cái khoản chi thường xuyên, giảm cái bộ máy nhà nước để làm sao cho là có một cái đề án tái cơ cấu ngân sách một cách có hiệu quả hơn và giảm cái tỷ lệ nợ công. Hiện khả năng huy động vốn trong nước của Việt Nam cũng bị hạn chế, mặc dù huy động vốn trong nước thì lãi suất cao hơn vay nước ngoài rất là nhiều. Theo tiến sĩ Ngô Trí Long, trong điều kiện lạm phát, bộ chi ngân sách và thâm thủng như hiện nay, thì lãi suất trong nước sẽ luôn luôn là cao. Chính vì vậy, Việt Nam luôn cố gắng huy động cũng như vay ở nước ngoài nếu có điều kiện, cũng như mức lãi suất phù hợp. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, Quốc hội Việt Nam thông qua nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2016-2020. Cụ thể, Việt Nam sẽ gia tăng vay vốn ODA nước ngoài thêm 60.000 tỷ đồng cho đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và sẽ giảm nguồn vốn vay quốc nội để bảo đảm an toàn nợ công. Nhận xét về điều này, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho biết. Nếu mà không có vay ODA thì vẫn có khả năng vay thương mại. Nhưng mà vay thương mại thì lãi suất sẽ là cao hơn là mức vay ODA. Và tôi cũng chưa rõ là các cái nguồn cho vay ODA hiện nay như thế nào. Bởi vì Việt Nam thì là đã đạt được cái mức là thu nhập trung bình. Tức là thu nhập hiện nay khoảng độ 2.400 đô la một đầu người. Và như vậy thì không còn được hưởng cái chế độ là lãi suất ưu đãi như là trước kia. Việc Quốc hội quyết định cho vay thêm vốn ODA của nước ngoài và giảm vay trong nước, thì tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng cũng sẽ làm giảm chi ngân sách vào lãi suất. Nhưng giải pháp cơ bản hơn là phải tái cơ cấu ngân sách, giảm vay nợ và giảm bộ chi ngân sách. Theo ông, biện pháp này không dễ dàng và đòi hỏi một quyết tâm rất cao. Cũng có thể phải chịu đau, nhưng theo ông cho rằng thà chịu đau sớm còn hơn để tình hình tiếp tục căng thẳng hơn, thì lúc bấy giờ sẽ còn bất lợi hơn. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường của Cộng sản Việt Nam đồng nghĩa với sử dụng doanh nghiệp nhà nước hầu làm giàu bất chính cho cán bộ tham nhũng. Hậu quả là khi các doanh nghiệp phá sản thì nhà nước phải sử dụng tiền thuế của nhân dân thanh toán nợ nần. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Minh Quân với tựa đề "Ai sẽ trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước" sẽ được Song Thập trình bày. Giới chuyên viên báo chí và cả quan chức Việt Nam Cộng sản cùng hốt hoảng kêu lên rằng doanh nghiệp nhà nước vay tiền nước ngoài tăng vọt, ai sẽ trả nợ? Nếu các doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước chiếm cổ phần chi phối mà không có khả năng trả nợ thì nợ này ai trả? Bởi đây đều là các doanh nghiệp nhà nước. Bầu không khí có thể cho là hoảng loạn ấy trùm lên kỳ họp Quốc hội tháng 10-11 năm 2018. Bộ trưởng Bộ Thắt Cổ. Thắt Cổ là một tục danh mà dân gian đặt cho Bộ Tài Chánh, nơi chính yếu từng kiến tạo vô số sắc thuế và đè đầu dân để siết thuế nhằm cứu vãn cho ngân sách đảng sắp vào hồi rỗng ruột và cho cả việc chi tiêu thường xuyên chiếm hơn 70% tổng chi ngân sách cho bộ máy gần 3 triệu công chức viên chức. Ông Đinh Tiến Dũng đã phải thừa nhận, đúng là nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp đang có xu hướng tăng nhanh trong những năm gần đây. So với năm 2015 thì năm 2016 tăng hơn 25%, năm 2017 tăng gần 40%, cuối năm 2018 đã tăng lên mức hơn 49%, sát với mức nợ tối đa 50%. Còn nhớ vào đầu năm 2017, Nguyễn Xuân Phúc đã tuyên bố thẳng thừng là sẽ không đưa nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước vào khái niệm nợ công.
Điều này đồng nghĩa với việc chính phủ từ chối trả thay nợ vay nước ngoài cho doanh nghiệp, và hẳn sẽ có nhiều doanh nghiệp nhà nước phải phá sản, rồi ập đến cả một phong trào bắt doanh nghiệp nhà nước, đi đôi với chiến dịch bắt ngân hàng, đã, đang và sẽ gây náo loạn. Nhưng tại sao luật về nợ công của Việt Nam lại cố tình không gộp phần nợ vay nước ngoài của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước? Theo phân tích của tiến sĩ Vũ Quang Việt vào đầu năm 2017, nợ của 3.200 doanh nghiệp nhà nước theo điều tra của Tổng cục Thống kê năm 2014 là 4.900.000 tỷ đồng Việt Nam, tương đương 231 tỷ Mỹ Kim, gấp nhiều lần con số 1.500.000 tỷ đồng mà Bộ Tài chánh đưa ra chỉ cho một số tập đoàn và công ty lớn. Ước tính thêm cho thấy năm 2016, nợ của doanh nghiệp nhà nước là 324 tỷ Mỹ Kim, bằng 158% tổng sản lượng quốc gia. Như vậy, cộng cả nợ chính phủ và nợ doanh nghiệp nhà nước sau khi trừ đi phần chính phủ bảo lãnh, thì tổng số nợ năm 2016 là 431 tỷ Mỹ Kim, bằng 210% GDP. Lý do hết sức dễ hiểu là nếu tống nợ vay nước ngoài của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước vào khái niệm nợ công quốc gia, thì nợ công sẽ vọt lên ít nhất 200% GDP ngay tại thời điểm năm 2011. Với đà vay mượn nước ngoài tăng tiến không ngừng nghỉ từ năm 2011 đến năm 2015, thì nợ công chắc chắn đã tăng và nợ vay của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước cũng tăng quá nhanh. Cho tới nay, vẫn chưa có con số thống kê chính thức nào về số nợ vay nước ngoài của các tập đoàn, các doanh nghiệp nhà nước trong khoảng thời gian 4-5 năm qua. Trong thực tế, nợ công quốc gia lớn hơn nhiều so với các bản tường trình vừa tô hồng vừa đậm vẽ dối trá. Với đà vay mượn không suy xét từ thời Nguyễn Tấn Dũng đến nay, chắc chắn nợ công quốc gia không còn dừng ở tỷ lệ 210% tổng sản lượng quốc gia, mà đã vượt hơn nhiều. Không phải ngẫu nhiên mà vào đầu năm 2017, Thủ tướng Phúc đã phải thốt ra một đánh giá chưa từng có tiền lệ là nếu tính đủ, nợ công đã vượt trần. Vậy thì làm sao để Bộ Tài chánh và Chính phủ Việt Nam có đủ can đảm để gọi là tính đủ? Và cũng sẽ làm thế nào để một chính phủ đang bị coi là đổ vỏ trả được nợ mà chính phủ trước đã bảo lãnh cho các doanh nghiệp nhà nước? Đây là tình thế tất yếu bởi ngân sách quốc gia hiện thời là cực kỳ eo hẹp, thu không đủ chi và hàng năm còn phải trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ Mỹ Kim. Vào năm 2015, Thủ tướng lúc đó là Nguyễn Tấn Dũng cho biết Việt Nam phải trả nợ đến 20 tỷ Mỹ Kim. Còn vào năm 2016, người thế chỗ Dũng là Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam phải trả 12 tỷ Mỹ Kim. Những năm sau đó, tiền phải trả nợ nước ngoài cứ đều đặn lên đến hàng chục tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Nếu phải lo cả nợ riêng của các tập đoàn và doanh nghiệp nhà nước, thì chế độ sẽ rất dễ chết chìm trong biển nợ công. Không còn cách nào khác là những cái cầm quyền phải chạy lạc. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 10-11 năm 2018, trước câu hỏi, nếu doanh nghiệp, tổ chức tín dụng vay không trả được, thì ai sẽ trả nợ? Bộ trưởng Tài chánh Đinh Tiến Dũng trả lời gọn lõn, người vay sẽ là người trả.